Chào các bạn, mình tên là Lê Trung Thực, mình là một chuyên gia môi sinh. Mình đã có hơn 15 năm sử dụng các chế phẩm sinh học để nuôi tôm, nuôi cá, để ít lương cho bà con. Hôm nay Trung Thực chia sẻ với bà con cách để chúng ta lấy cái mẫu trong vòng khoảng 8 ngày đến 10 ngày. Thì chúng ta đi test cái gì? Test AHB, test IMS, rồi test cái bệnh AHBND, tức là cái bệnh chết sớm và gan tị trên tôm. Và chúng ta coi cái khuẩn video Paragammaticus là nó mặc độ bao nhiêu để chúng ta có cái kế hoạch chúng ta nuôi cái con tôm bớt nó lên khoảng 10 ngày tuổi rồi thì chúng ta nuôi trong cái ao chúng ta thì nó có bệnh hoạn gì hay không, thì chúng ta có kế hoạch chúng ta phòng ngừa là chính. Thì hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta lấy mẫu cũng như chúng ta gửi như thế nào. Rồi, đang đi chỉ cho các bạn là cái cách để ta lấy mẫu. Đầu tiên chúng ta chuẩn bị cái bọt bằng dây thun với cái lượng nước. Chúng ta bỏ cái lượng nước vô đây, thì giả sử như đây là cái tôm, đây là cái xô tôm của chúng ta hoặc là tôm ở dưới vuông đó, thì chúng ta lấy cái lượng tôm bớt hoặc là cái lượng tôm mà chúng ta đang lấy ở dưới vuông đó, cái vuông này chúng ta phải bỏ vô đây đó. Chúng ta bỏ vô cái bọc của chúng ta đó. Sau khi mà chúng ta bỏ vô bọc xong đó, rồi chúng ta có cái oxy này đó. Chúng ta đưa vô đây chúng ta xô. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là để chúng ta chuẩn bị lấy mẫu để đi hay là test cái IMS hoặc là AHB hoặc là AHBND rồi đó. Đi test đó là trong vòng 15 ngày chúng ta đi test hoặc là 8 ngày, 10 ngày chúng ta đi test hoặc là 20 ngày chúng ta test. Thì cái giai đoạn như mà ta chúng được thấy á, thì cái giai đoạn bây giờ chúng ta nên 10 ngày là chúng ta test là tốt nhất. Thì cái giai đoạn đó chúng ta phải đùa được khi chúng ta xúc khí một chút xíu để cho nó có cái oxy hòa tan nha. Cho chúng ta thấy oxy hòa tan rồi sau đó chúng ta túm cái bọc lại, chúng ta dỡ oxy lên đó, cho cái oxy trên luôn, từ từ nó phình ra đó, từ từ nó phình ra cái lượng oxy nó phình ra, cho dưới luôn, cho dưới, cho dưới trên luôn. Chúng ta làm khoảng 2 phút tới 3 phút dạ. Bây giờ ok, sau đó chúng ta lấy cái oxy ra, chúng ta phát lại đi. Ta quái lại, quái thật kỹ rồi, là căng lại, căng cái mặt nó lại. Ta nhiều nhiệt hơn, ta một cơ. Ta bọc chặt cho nó thẳng như đây. Đây là cái bọc tôm chúng ta đặt cái đuôi vô. Chúng ta bỏ một ít nước đá vô. Bọc bót này, tầm giống bọc bót luôn. Ta bỏ một ít nước đá lạnh lạnh vô thôi. Bọc đá lạnh vô, bọc đá lạnh vô. Vậy là chúng ta đang này. Sau khi mà đọc xong rồi đó thì chúng ta ghi số điện thoại của người gửi và người gửi nè, thì nhận đó, những số điện thoại của người nhận và chúng ta đưa lên xe hoặc là chúng ta liên hệ với các bạn đồng nghiệp hoặc là anh em nhân viên công ty để chúng ta có cái người nhận hoặc là xe ôm để người nhận và đi gửi tới cái chỗ trung tâm test. Đó là cái quy trình chúng ta như vậy là kết thúc. Chào các bạn và hẹn gặp lại sau.